Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả nghe một bài giáo lý chọn lọc với tựa đề Bệnh Thánh Nhân. Thời Chiến Quốc có một vị y sĩ rất nổi tiếng tên là Văn Trí. Bệnh gì ông cũng chữa được. Có một người kia tên là Long Thúc tìm tới gặp Văn Trí và nói rằng: "Y thuật của ông tôi nghe nói rất cao siêu, thiên hạ thập phương đều biết. Tôi vốn mắc phải một bệnh lạ, xin ông làm ơn điều trị cho." Văn Trí mới nói: "Cũng được, nhưng ông cần phải kể cho tôi nghe những triệu chứng về bệnh tật của ông như thế nào." Long Thúc mới nói: "Tôi không biết bệnh của mình gọi là bệnh gì, cũng không biết căn bệnh phát xuất từ đâu. Chuyện là như vậy, tôi vốn sinh sống trong làng của mình đã lâu, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình trở nên kỳ cục, cảm thấy mình hoàn toàn xa lạ, không có quan hệ mật thiết gì với mọi người chung quanh. Chẳng hạn như trong làng, mọi người đều hay tán thán tôi, nhưng tôi thì không cảm thấy vinh hạnh gì cả. Còn có một vài người tại làng khác tới sỉ nhục tôi, thì tôi cũng không cảm thấy buồn bực chi. Khi tôi nhận được vật gì, cho dù rất quý giá, tôi cũng không thấy vui gì hết. Còn lúc đánh mất một vật gì, tôi cũng không cảm thấy đau khổ hay buồn bã. Sống và chết, đối với tôi không khác biệt bao nhiêu. Ngày mai, dù tôi có chết, cũng không sao. Tôi cảm thấy giàu sang và nghèo khó đều giống như nhau. Còn tệ hơn nữa, tôi cảm thấy mọi người đều giống như heo, và nhất là tôi cảm thấy mình cũng giống như họ, đều là heo. Tôi ở trong nhà của mình nhưng cảm thấy như đang sống trong một khách sạn. Tôi vốn sống trong làng nhưng cảm thấy như mình đang ở một nước ngoài, không thấy giống như quê hương của mình gì hết. Ngoài những thói quen và tư tưởng quái lạ như vậy, tôi còn có rất nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như tôi cảm thấy địa vị danh vọng hoàng cung và chính phủ đều không ra gì. Tôi thấy nó rất tầm thường, không cảm thấy quan trọng. Tôi cũng không sợ hình phạt, chuyện sinh tử tốt xấu, không thể lung lay được lòng tôi. Bởi thế cho nên tôi không thể đi giúp nước, không cảm thấy chung quân ái quốc. Tôi không thể sống gần gũi thân mật với những thân nhân bạn bè. Tôi không thể chăm sóc cho vợ con, không thể dạy dỗ họ. Và tôi cũng không thể sống hòa mình với họ, không thể đồng lòng với họ. Tôi không thể chăm sóc vợ con của mình, lại cũng không thể cai quản các thuộc hạ, các người làm công và những người nô tì trong nhà. Tôi thật thấy lạ quá, không biết đây là bệnh gì, vậy ông có thể chữa cho tôi hay không? Vị y sĩ Văn Trí này nghe xong, bèn kêu Long Thúc quay mình trở lại, ra đứng ở chỗ có ánh sáng mặt trời sáng hơn để cho ông khám bệnh. Văn Trí mới dùng thiên nhãn để mà nhìn. Nhìn xong ông kêu lên một tiếng thật lớn và nói rằng: "À, tôi thấy rồi." Long Thúc nghe vậy mới hỏi: "Dạ thưa, ông thấy gì?" Văn Trí nói: "Tôi thấy cái trái tim của ông." Long Thúc mới hỏi: "Tim của tôi nó ra sao?" Văn Trí trả lời: "Trái tim của ông nó vuông vức và thật lớn, nhưng bên trong trống rỗng, rất giống như trái tim của một vị thánh vậy. Sáu lỗ trong trái tim đều đã được mở, chỉ còn lại một cái là chưa mở thôi. Chắc tại cái lỗ đó nó chưa thông, cho nên ông mới không biết mình đang có bệnh gì. Một khi cái lỗ đó thông rồi, thì ông sẽ tự biết rõ căn bệnh của mình." Long Thúc mới hỏi: "Vậy chứ đây là bệnh gì?" Văn Trí bèn nói: "Thời đại này người ta coi trí huệ của một vị thánh nhân là một căn bệnh. Đây có lẽ chính là bệnh của ông. Nếu mà ông mắc bệnh thánh nhân như vậy, thì tôi không có thể nào chữa cho ông được." Con người chúng ta vốn có rất nhiều thật, nhưng chúng ta thường không cho rằng mình bị bệnh. Long Thúc cho rằng ông có bệnh, nhưng thật ra ông không có. Nhiều người chúng ta cứ cho rằng mình không sao, thật ra chúng ta lại có bệnh. Căn bệnh nằm ở đâu, chúng ta phải biết. Người ta sửa chúng ta một lần, hai lần, ba lần, thì chúng ta phải biết mình bị bệnh ở đâu và mau mau cứu mình. Nếu cứu không được, thì hãy đọc sách, kiếm người giúp đỡ, chứ đừng có ì ra đó.
Nếu tật của chúng ta không sửa, lần sau lại phải trở lại thế giới này nữa. Không cần biết quý vị có theo minh sư hay không cũng vậy. Nếu chúng ta không buông bỏ được gốc cạnh đó, cứ bám vào đấy, dùng nó như là một vũ khí, làm khó dễ người khác, làm cho người ta để ý mình, như thế là chúng ta phải trở lại. Luật pháp thế giới rất công bằng, quý vị muốn cái gì thì được cái đó. Minh sư cũng vậy, không thể ép quý vị giải thoát, trừ khi quý vị muốn. Bác sĩ cũng vậy, ông không thể ép quý vị uống thuốc, cũng không thể ép quý vị giải phẫu, trừ phi quý vị yêu cầu, có phải vậy không? Dù quý vị đang hôn mê, không thể nói được, nhưng thân nhân quý vị có thể nói thay cho quý vị, nghĩa là bên trong quý vị đã đồng ý trước rồi. Chỉ khi quý vị đồng ý rồi mới được. Nếu quý vị cứ bám lấy tật của mình, thì lần sau sẽ phải trở lại thế giới này. Trở lại chưa chắc đã gặp được minh sư. Quý vị sẽ giống như long thúc, mang theo trái tim sáu lỗ, chạy lung tung khắp nơi, mà vẫn không biết mình bị bệnh ở đâu. Muốn đả thông lỗ thứ bảy cũng rất là khó khăn. Quý vị hãy suy nghĩ lại. Nếu có chỗ nào không tốt, thì mau mau sửa. Bởi bây giờ không sửa, ngày mai cũng phải sửa, ngày hôm sau cũng phải sửa. Càng trì trệ thì càng phiền phức, thêm nhiều tiền lời phải trả mà thôi. Rồi thói quen đó càng ngày càng cứng, càng ngày càng ổn định. Rất khó cho chúng ta sửa đổi.